Bộ Công Thương vừa phối hợp với chính quyền bang Tây Virginia, Hoa Kỳ tổ chức hội thảo trực tuyến kết nối doanh nghiệp Việt Nam và bang Tây Virginia trong lĩnh vực năng lượng nhằm triển khai biên bản ghi nhớ MOU về hợp tác trong lĩnh vực kinh tế, thương mại và năng lượng giữa hai bên đã được ký vào tháng 2 vừa qua phát biểu khai mạc hội thảo thống đốc jim justice cảm ơn bộ công thương đã phối hợp với bang tây virginia tổ chức hội thảo ý nghĩa với sự kết nối các doanh nghiệp hàng đầu về năng lượng trong khối tư nhân và nhà nước của hai bên ông cho biết bang tây virginia với thế mạnh về khí tự nhiên than và công nghệ khai thác chế biến các loại hình năng lượng hiệu quả hàng đầu thế giới sẵn sàng kết nối với các doanh nghiệp việt nam về phía bộ công thương thứ trưởng đặng hoàng an cho biết việt nam đang đối mặt với sự tăng trưởng lớn về nhu cầu năng lượng trong thập kỷ tới kéo theo những thách thức liên quan đến an ninh năng lượng tiếp cận năng lượng đầu tư và môi trường Do đó, các chính sách về cơ chế phát triển năng lượng bền vững cần được ưu tiên hàng đầu, đặc biệt là hướng đến phát triển năng lượng sạch và tái tạo, năng lượng tiết kiệm, lưới điện thông minh. Trên cơ sở đó, Việt Nam phải thực hiện quá trình chuyển đổi năng lượng hướng tới sử dụng xanh và sạch hơn thông qua đa dạng hóa loại hình năng lượng và phát triển năng lượng tái tạo bên cạnh việc sử dụng nguồn năng lượng hóa thạch.